Alo, alo. Xin chào các anh chị. Dạ. Chào bạn Lâm Ngọc. Chào Phương 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 Trần. Chào bạn Bách Nguyễn. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi ạ. Các anh chị nghe rõ không ạ? Chào bạn Tâm Đoan. Hello Nguyễn Ngọc Sinh. Chào Vân Nguyễn. Thành Đạt. Chào anh Vy đẹp trai, chờ lâu lắm rồi còn người nhớ nickname của tôi nha. Cảm ơn Thành Đạt. Chào anh Hiệp Nguyễn, chào bạn Vespa Tài. Chào Tường Vi. Bữa nay đi vòng vòng mà. Có anh đang trên đường đi, dự kiến là anh đến đến đúng giờ nhưng mà có một số lý do kẹt xe đến trễ thôi, lai trên xe luôn. Các anh chị thông cảm nha. Các anh chị ơi, chúng ta tranh thủ thứ nhất là gửi lời chào tới nhau. Để giữ một trong những truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp của người Việt, ông bà mình dạy lời chào cao hơn mâm cỗ hay các anh chị. Chỉ có người dân tộc lạ thì nó mới ham ăn mâm cỗ mà nó mới thèm chào. Chứ dân tộc Việt chúng ta là gặp nhau là ai cũng cười, ai cũng chào. Ông bà mình vậy đó các anh chị. Cái thứ hai là trong những giây phút đầu tiên của các chương trình livestream của Huy, Huy hay khuyến khích các anh chị chúng ta xướng tên địa phương của mình lên. Những nơi nào mà chúng ta cảm thấy là lực lượng của chúng ta còn mỏng á các anh chị, chúng ta xướng tên lên để các bạn khác nghe được, thì chúng ta kết nối với nhau để tạo lực lượng, để xây dựng những group, những team để chúng ta có thể có những hành động chung với nhau. Những hành động sơ khởi ban đầu là chúng ta hướng đến mục tiêu là xây dựng môi trường sống tốt đẹp, bảo vệ môi trường, sau đó là quan tâm tới những hiện tình xã hội, rồi làm truyền thông để đánh thức những người xung quanh đừng có thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống của mình, với dân tộc, quốc gia mình. Rồi từ từ lực lượng chúng ta lớn mạnh lên thì chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc của Linh Mục Lý. Khi đó thì chúng ta sẽ đi những bước dài, một lúc nào đó thì tất cả các tỉnh thành đều có lực lượng thì chúng ta sẽ tiến đến cái mục tiêu gọi là mục tiêu căn cơ nhất, đó là lật đổ cái bộ máy độc tài của Cộng sản để chúng ta xây dựng cái bộ máy chính quyền chân chính của dân, do dân, vì dân thật sự. Thì khi đó là chúng ta mới có được cái tự do và hạnh phúc thật sự các anh chị. Bến Tre, bữa nay nghe Bến Tre xứng danh rồi. Bạn Lâm Ngọc ở Bến Tre, các anh chị ơi. Chào Tấn Thái. Tường Vi, bữa nay đẹp trai nha. Cảm ơn Tường Vi. Hello Kelly. Kelly Kim, khỏe không? Anh Nick Nguyễn ở California. Dạ, chào anh Nguyễn Văn Long. Chào Phương Nhất Điền. Cảm ơn Phương Nhất Điền. Như đã hẹn các anh chị thì Huy nợ các anh chị hai đề tài lần. Ổn trời lưu bu quá, thành ra là vì lý do sức khỏe nữa. Huy nợ các anh chị tới hai đề tài lần. Hôm nay buổi trưa Huy tranh thủ khoảng 30 đến 45 phút thì tiếp các anh chị. Đề tài đầu tiên là đề tài chính sách đất đai, công cụ ăn cướp của Cộng sản Việt Nam, công cụ ăn cướp và bần cùng hóa người dân của Cộng sản Việt Nam. Thì đề tài thì nghe nó hơi lạ lạ các anh chị. Cộng sản Việt Nam thiếu gì cách đi ăn cướp? Họ có những đối tượng ăn cướp mà họ đâu có nhất thiết phải hướng tới đất, đâu nhất thiết phải hướng tới người dân. Họ hướng tới, chúng ta thường biết là họ hướng tới là những trận đánh tư sản, đúng không ạ? Tức là dơ dét tài sản, hướng tới những địa chủ, cải cách ruộng đất, đúng không ạ? Rồi hướng tới miền Nam tự do. Trước 75 là miền Nam rất là giàu có các anh chị, giàu bậc nhất của châu Á chứ không phải của Đông Nam Á nữa, bậc nhất của châu Á, mình là nhất Đông Nam Á. Thì các anh chị biết là đảng hướng tới miền Nam, đảng ăn cướp miền Nam chứ đâu có thèm hướng tới nông dân, làm bần cùng quá nông dân chi, đúng không ạ? Thì người ta thường không để ý tới cái đó. Nhưng thật ra các anh chị biết là một trong những chính sách xuyên suốt của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là Cộng sản Việt Nam, một trong những chính sách xuyên suốt của họ, gọi là mục tiêu chính trị của họ là ăn cướp đất. Một trong những cái mục tiêu chính là ăn cướp đất.
thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái điểm mấu chốt thôi, để các anh gợi ý để các anh chị có thể tra thêm tư liệu. Thì để nói điều này thì các anh chị chú ý dùm mà cái gốc vào thế kỷ 19 thì chủ nghĩa Mác Lênin ra đời, chủ nghĩa Mác Engels ra đời. Thì tới đầu thế kỷ 20 thì bắt đầu ông Lenin ông mới kế thừa ông phát huy. Thì thế kỷ 19 các anh chị biết nó là thế kỷ 18-19, đó là thời kỳ đại công nghiệp của châu Âu, của phương Tây. Thì thời kỳ đại công nghiệp đó họ bắt đầu họ bước lên cái bước là chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn. Kể cả nông nghiệp họ cũng làm tập trung quy mô lớn, và công nghiệp họ cũng bắt đầu làm tập trung quy mô lớn, họ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của họ. Thì kéo theo đó thì các anh chị biết là cái trình độ kỹ nghệ, khoa học kỹ thuật của họ chưa phát triển, thì kéo theo đó là cái việc phát triển nông nghiệp nó cũng cần rất là nhiều sức người. Rồi việc để phát triển công nghiệp nó cũng phải huy động rất là nhiều sức người. Khi huy động sức người như vậy á thì nó sẽ kéo theo là cái lực lượng làm công, các anh chị, làm công trong những công trường, trong những nhà máy xí nghiệp và làm công trong những đồn điền thì rất là đông dữ lắm. Mà các anh chị biết trước đó nữa thì châu Âu và phương Tây đã trải qua một cái đêm trường Trung Cổ, là cái đêm trường mà chiếm hữu nô lệ, là nó làm cho con người ta bị dị ứng với cái việc đó là có người bóc lột con người, bị rất là họ bị dị ứng với điều đó. Thì một trong những cái tên mà gọi là làm biến những công nhân đó, làm biến bất tài ít học vô dụng làm không ra gì á, thì sẽ bị giới chủ nó rất là ghét, những cái thằng quản lý nó rất là ghét, thì nó kỳ thị, nó rầy la, nó đánh đập. Hồi thời đó các anh chị biết là đâu phải như bây giờ, đâu có nhân quyền, rồi đâu có bảo vệ, đâu có liên đoàn lao động, đâu có mà công đoàn Việt, đâu có lao động Việt gì bảo vệ đâu. Thì nó kỳ thị như vậy thì các ông công nhân, các ông mà lao động ở trong đồn điền bị đánh bị đập vậy, ông ấy có những người mới rảnh rồi mới hè nhau ngồi lại suy nghĩ ra một cái chủ thuyết. Một trong những cái chủ thuyết đó là chủ thuyết cái thằng chủ nhà máy nó bóc lột thằng công nhân, cái thằng chủ đồn điền nó bóc lột nông dân. Thì chúng ta là nông dân và công nhân là bị là giai cấp bị bóc lột, mà muốn để hết bóc lột á thì nó nghĩ cái chủ thuyết là phải giết cái thằng chủ đất để cướp đất của nó chia cho chúng ta. À, còn nhà máy thì giết thằng chủ nhà máy, cướp nhà máy chúng ta sẽ làm chủ. Nó nghĩ cái chủ thuyết đó. Thì cái chủ thuyết đó người ta gọi tên đó là chủ thuyết Mác Engels. Tôi nói phỏng phỏng cho các anh chị nghe cho dễ hiểu. Tức là rất là nhiều người không có đọc được hết những cái tác phẩm mà khủng khiếp của Mác và Engels đâu. Thì nói phỏng phỏng cho dễ hiểu. Thì chủ thuyết đó người ta gọi là chủ thuyết Mác Engels. Vì sau này Lenin tiếp thu đi. Thì các anh chị hiểu cái gốc của họ là gì? Đối với đất đai, là những người không có đất đai, những người làm công trong những đồn điền nông nghiệp á, phải giết chủ đất, cướp đất, chia nhau. Cái gốc của cộng sản là vậy đó. Tức là cướp đất là một trong những cái gốc của họ, cướp đất và cướp nhà máy xí nghiệp là gốc của cộng sản. Hello, các anh chị nghe rõ chưa? Các anh chị bớt thả tim, thả like giùm Huy ha. Cảm ơn các anh chị. Rồi Huy nói tiếp cái đoạn ha. Chính vì chủ thuyết Mác Engels họ khởi đầu là việc họ từ những công nhân, những nông dân mà thứ nhất là nghèo, thứ hai là làm công, làm mướn, làm thuê, thứ ba là bất tài vô dụng. Tôi không muốn xúc phạm nhưng mà đây là sự thật các anh chị. Bất tài vô dụng, tại những người mà có tài hữu dụng thì họ bắt đầu họ vươn lên, họ làm chủ hết rồi. Họ có công ty xí nghiệp, có đất riêng, họ mua được đất riêng. Những người bất tài vô dụng thì làm công xuống, họ cảm thấy bị bóc lột. Họ cảm thấy bị bóc lột. Họ cảm thấy là bị ăn hiếp. Thành ra là họ cảm thấy là phải làm cái gì đó để bảo vệ quyền lợi cho mình. Thì một trong những thứ đó là họ nghĩ ra là sẽ cướp đất của những thằng chủ đất, giết nó, cướp đất nó, chia cho nhau. Rồi giết thằng chủ nhà máy, cướp nhà máy, chúng ta lên làm chủ. Cái khái niệm làm chủ tập thể của Đảng Cộng sản các anh chị còn nhớ không ạ? Làm chủ bản thân họ không chịu đâu, họ làm chủ tập thể. Ai cũng đòi làm chủ tập thể hết. 90 triệu thằng dân Việt Nam thằng nào cũng đòi làm chủ tập thể hết. Mà không có thằng nào làm chủ bản thân mình hết. Như con mọi vậy đó, chứ không phải con người. Thì đó là cộng sản gốc của họ là ăn cướp. Mà ăn cướp đất, ăn cướp tài sản công nghiệp, ăn cướp đất nông nghiệp là gốc của cộng sản.
Tôi chứng minh điều đó để tôi quay trở lại với các anh chị là vì sao đất đai trở thành mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản. Gốc của họ đó anh chị. Thì khi Cộng sản vào Việt Nam những năm 30, chúng ta đã từng nói với nhau là phong trào Cộng sản ở Đông Dương là do một nhóm ở Trung Quốc phát động, điều hành. Đảng Cộng sản thành lập ở Trung Quốc chứ không phải ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ở Trung Quốc, nó điều hành phong trào Cộng sản ở Việt Nam và nó xúi dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh giết điền chủ để cướp đất, giết chủ nhà máy xí nghiệp để cướp nhà máy xí nghiệp, làm nên cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, là phong trào đầu tiên của Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Đông Dương, phong trào đầu tiên đó chị. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là phong trào giết cướp, giết cướp, giết người để cướp đất, giết người để cướp tài sản. Thì sau đó bị đàn áp rất là đẫm máu, bị giết. Các lực lượng mà nông dân và công nhân gọi là dân ngu cu đen nổi dậy, các anh chị đâu có, họ đâu hiểu gì đâu, họ nghe chủ thuyết Cộng sản cướp chia nhau họ mừng lắm. Cả đời của họ không có mà không có cục đất, cả đời của họ không có thấy cái nhà máy xí nghiệp, thành ra là họ nghĩ là cướp được nhà máy xí nghiệp là nó sẽ trở thành của họ, ai cũng nghĩ vậy hết. Cướp được cục đất đó chia nhau thì đất cũng sẽ trở thành của họ, họ mừng lắm. Họ nghe theo Cộng sản, họ đi cướp, cuối cùng họ bị đàn áp một cách rất là dã man, họ bị giết sạch. Nhưng Cộng sản ghi công của mình là đó là phong trào đầu tiên của Cộng sản thành công tốt đẹp, vân 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 vân, đủ thứ đó. Thì khởi đầu của Cộng sản ở Việt Nam là cướp đó. Nhưng mà các anh chị biết là đất đai ở Việt Nam nó có cái đặc điểm, đặc biệt là ở đằng ngoài đó. Ở đằng ngoài là từ Thanh Hóa đổ ra các anh chị, ở đèo ngang đó, ở xưa gọi là đằng ngoài đó. Thì đất đai thuộc về vua chúa, nhưng mà vua chúa là phân lại cho dân. Cái người dân họ được quyền sử dụng đất đai chứ, họ được quyền sở hữu đất đai chứ người dân không có mất đất đai nghe các anh chị. Tức là thời vua chúa, thời phong kiến á, người dân vẫn được quyền sở hữu đất đai, không có ông vua nào mà ra quyết định thu hồi đất của dân Việt Nam mình hết á. Không có ông vua nào làm điều đó hết các anh chị. Nhưng Cộng sản á tuyên truyền vậy nè, phong kiến là vua chúa đó, là nó giữ quyền sở hữu đất đai của vua. Bây giờ lật đổ phong kiến đi, lật đổ tất cả các triều đại phong kiến, rồi vua rồi quan rồi giết sạch nó đi, đặng lấy đất chia lại cho dân, đất sẽ thuộc về dân. Thì rất rất nhiều người dân đàng ngoài họ tin điều này, đặc biệt là những năm 30-40 các anh chị, họ tin điều này, họ đi theo Cộng sản, họ lật đổ mà triều đại vua cuối cùng của chúng ta là vua Nguyễn, là vua Bảo Đại đó. Rồi họ còn gắn thêm, Cộng sản còn gắn thêm cái thứ đó là thực dân Pháp đang thao túng triều đình này, là bù nhìn của thực dân Pháp, triều đình Nguyễn á, thành ra là người dân họ ghét triều đình Nguyễn lắm. Đặc biệt là đàng ngoài, đàng trong tôi không thấy ai ghét triều đình Nguyễn hết trơn các chị. Cuối cùng họ đi theo Cộng sản để họ lật đổ chế độ thực dân Pháp, họ lật đổ chế độ nhà Nguyễn để họ cướp đất, họ chia với nhau theo lời của Cộng sản nói. Thì cuối cùng các anh chị biết có nhiều cái biến cố lịch sử, nhưng đặc biệt biến cố lịch sử năm 45 là quân Nhật nó bảo trợ cho chính phủ quốc chính phủ mà đế quốc Việt Nam thành lập á, thì thành lập rất là non trẻ, chưa đầy 8-9 tháng thì quân Nhật, phát xít Nhật bị Mỹ đánh bại. Thì cái khoảng trống quyền lực á, cái đế quốc Việt Nam á, không ai bảo trợ nó hết. Thì lúc này mấy ông Việt Minh là mấy ông Cộng sản á, mấy ông nhào vô, ông cũng xưng chính phủ nữa. Nhào vô, ông âm thầm, ông muốn cướp cái chính quyền này. Thì ông chưa kịp cướp á, thì chính quyền của Trần Trọng Kim, chính quyền của quốc gia Việt Nam thành lập. Chưa tháng 8 người ta thành lập rồi. Thì ông tức quá, ông mới kéo xuống Hà Nội là cái vùng vô chính phủ. Các anh chị biết là quốc gia Việt Nam mình thời đó chính phủ nằm ở Huế, thủ đô mình nằm ở Huế chứ không phải Hà Nội nghe các anh chị. Thì ra ông mới kéo xuống Hà Nội, ông nhân một cái cuộc biểu tình không có liên quan gì tới Việt Minh và Cộng sản hết, nhưng mà ông cướp đài, cướp loa, rồi ông cho người đem cờ vô, cờ phướng vô văng lên, thì dân ngu cu đen đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu các anh chị. Thì ông cộng sản dùng cái sự kiện đó ông cướp chính quyền đi. Sau khi ông cướp chính quyền thì ông mới xúi dân là chính quyền quốc gia Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim, thật ra đây cũng là phong kiến. Quốc trưởng Bảo Đại ông nói thật ra hồi đó là vua, thành ra đẳng là phong kiến. Còn thủ tướng Trần Trọng Kim là một ông quan trong triều đình hồi xưa, quan sử nữa, thành ra cũng là phong kiến. Thành ra là xúi dân là phải đập cái quốc gia Việt Nam này đi, phải tiêu diệt quốc gia Việt Nam này đi, để chi? Để chúng ta lấy đất chúng ta chia cho nhau, chúng ta lấy của chúng ta chia cho nhau. Mà các anh chị biết dân đằng ngoài thời điểm những năm 44 đói dữ lắm. Các anh chị có biết cái nạn đói ở miền Bắc không ạ? Cái nạn đói mà nó khiến cho 2 triệu người chết. Chưa có quốc gia nào mà có một cái nạn đói mà chết nhiều như Việt Nam. Chưa có thống kê đó. Thành ra người dân nghèo và đói á,
mà bị phát xít nhiệt nó cai trị suốt một năm trời vậy các anh chị, nghèo đói như vậy á, thì họ nghe cái chuyện mà đập đập bỡ bể cái chế độ phong kiến, đập dở cái chế độ mà thực dân, thời đó thực dân Pháp mất rồi nhưng mà nó vẫn tuyên truyền là thực dân, thì họ mừng lắm, cướp đất chia cho nhau họ mừng lắm, đặc biệt là đàng ngoài họ đi theo Việt Minh, họ theo Việt Minh. Thì cuối cùng các anh chị biết năm 47 là Việt Minh rút lên Tây Bắc cũng vẫn có người đi theo Việt Minh, vẫn đi theo đốt phá sạch Hà Nội đặng mà đi lên theo Việt Minh cho chui vô hang bắt bó chảnh làm lãnh tụ trên đó đó, đặng chống Pháp, chống quốc gia Việt Nam, đặng mơ một ngày là cướp đất đi chia cho nhau. Cái gốc của vấn đề đó trên các anh chị thì thật là đau thương cho dân tộc Việt chúng ta. Năm 49 cộng sản Trung Quốc nó thắng ở bên đại lục, nó đánh bại quốc gia của Tưởng Giới Thạch, khiến cho Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan. Thì vô tình cái nước cộng sản Trung Quốc đó anh chị, nó tiếp giáp với Tây Bắc, cái vùng mà Việt Minh đang chui trốn ở trên đó, đặt suối dân mà đang ủ mưu một ngày trở về cướp đất chia cho nhau. Thành ra nó tài trợ liên tục cho Việt Minh. Khi nó tài trợ như vậy á, thì Việt Minh mạnh lên, thì tiến tới cái trận đánh Điện Biên Phủ. Các anh chị có nghe điều này rồi, tôi đã từng nói điều này rồi đúng không ạ? Thì lịch sử trao cho Việt Minh và Cộng sản một cái cơ hội quá quá tốt, không thể nào tốt hơn. Thì cuối cùng nó tiến về Hà Nội. Thì ra 54 năm, năm 1954 thắng trận Điện Phủ, tiến về Hà Nội, nó đi đêm với Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Liên Xô và Liên Hiệp Pháp, nó cắt Việt Nam chúng ta ra làm hai. Thì cả miền Bắc các anh chị biết không, ngay lập tức nó thực hiện cái việc cướp đất mang tên là cải cách ruộng đất. Thì cái việc cải cách ruộng đất thực chất là cướp đất chia cho nhau, tức là đánh điền chủ, đánh địa chủ, đánh cường hào ác bá, đánh phong kiến. Họ dùng những cái mà chủ thuyết cho họ đưa ra cái luật cải cách đất đai, và đất đai trở thành mục tiêu chính trị của cải cách ruộng đất. Thì rất rất nhiều người bị giết trong cải cách ruộng đất, người ta thống kê được tới là khoảng 160,000 người bị giết trong cải cách ruộng đất. Có những người bị giết rất là dã man, họ chôn xuống chỉ chừa cái đầu trên mặt đất, họ dùng cài kéo ngang cho đứt đầu vì cái tội là mày quá nhiều đất, tao phải giết mày, tao lấy đất mày, tao chia nhau. Thì các anh chị biết cuối cùng là rất rất nhiều nơi ở miền Bắc, là bà con miền Bắc á, các anh chị, tôi nói bà con không giận nha, đây là sự thật lịch sử, là có những người á là 3 xào, 5 xào, 2 xào, 7 xào, tức là sao ạ? Có mấy trăm mét vuông đất à? Mỗi một người dài trăm mét vuông đất. Thì các anh chị truy ngược lại nguồn gốc đất, các anh chị coi có phải là do ba các anh chị cho các anh chị, rồi do ông nội cho ba, rồi do ông cốc ông cố cho ông nội, rồi ông sơ ông tổ cho ông cốc ông cố không? Không phải, rất rất nhiều người không phải vậy, mà đều là do cướp giết người ta mà chia đất cho nhau. Phần đông là giết cướp đất rồi chia cho nhau, chứ không phải là ở trên tổ tiên mình cho ông bà cho cha mẹ cho mình, thì đó là tài sản sở hữu. Còn cái này là theo Việt Minh, theo Cộng sản, giết người lấy đất chia cho nhau. Các anh chị có hiểu cái nguồn gốc đó không ạ? Cái nguồn gốc đất, rất là nhiều người đang nắm cái nguồn gốc đất kiểu đó đó mà họ không biết. Rồi sau khi giết xong địa chủ, cướp hết đất đai, cướp hết tài sản, thì dĩ nhiên đảng cướp phần nhiều, dân chỉ được chia đất thôi. Đảng cướp phần nhiều vàng bạc châu báu, thì ông Hồ lãnh tụ hang bắt bó làm cái trò rất là vớ vẩn, cái trò rất là nhảm nhí, đó là khóc lấy khăn lau nước mắt xin lỗi mấy trăm ngàn người chết, xin lỗi một cái cuộc cướp bóc khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam, vừa cướp vừa giết khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam bằng vài giọt nước mắt. Chuyện đó ai làm cũng được, cho nên tôi làm cũng được nữa các anh chị. Đứa con nít 3 tuổi làm được mà, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại bỏ qua điều đó, đặc biệt là bà con ở đàng ngoài bỏ qua điều đó. Chúng ta không nhìn thấy đó là một cái cuộc cướp giết hiếp, gieo một cái mầm tội ác rất là khủng khiếp trên đầu dân tộc của mình. Tại vì rất là nhiều ông bà từ trước đến giờ họ chưa bao giờ có đất. Họ mừng lắm, họ giữ được miếng đất ăn cướp họ mừng lắm, họ giữ như của quý của mình, họ không thèm nói tới cái bọn ăn cướp kia luôn. Tại vì nó giúp cho mình cướp, nó cướp được của lớn, mình cướp được của nhỏ. Một cái thể chế ăn cướp bắt đầu hình thành từ năm 1954. Ở trên cướp, ở dưới cướp nữa, cướp nhau, cướp lẫn nhau, cướp lẫn xã hội nữa, cả xã hội gì đó. Chính phủ được thành lập trên mầm ăn cướp. Cuối cùng, các ông bà, các anh chị tưởng là các anh chị nghĩ giữ được đất sao? Không. Hàng loạt các hiến pháp đất đai sau đó, họ thực hiện cái chủ trương hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác hóa là sao ạ?
Tức là sau khi họ trao đất cho các anh chị thời gian ngắn à, các ông bà ở đằng ngoài được trao đất một thời gian ngắn thôi. Thằng cộng sản nó rất là gian manh, nó thực hiện cái chủ trương hợp tác xã, nó gom đất các ông bà lại. Các ông bà miền Bắc còn nhớ điều này không ạ? Miền Nam cũng có, sau 75 nó cũng làm mà. Nó gom đất chúng ta lại hết, nó không cho ai giữ đất. Tức là mình đi theo nó cướp đất, tưởng là cướp được một miếng để giữ, cuối cùng nó cũng lấy luôn. Nó gom để nó thành lập những hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta trở thành những hợp tác xã viên, những xã viên. Chúng ta đi làm trên mảnh đất của mình, nhưng mà tài sản là nó lấy, quê lợi là nó lấy, nó chia lại cho mỗi người một phần bằng nhau. Nó gọi là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Có những người các anh chị biết ra cuốc đất á, cuốc trên mảnh đất của mình mà biết là cuối cùng quê lợi nó lấy, này họ cướp cuốc không nổi luôn. Họ cướp mà cuốc không nổi luôn, họ đau lòng đó. Đi theo nó ăn cướp đã, cuối cùng nó cướp đời của mình luôn. Thì đây là một cái chiêu trò rất là hay ở chỗ là cộng sản á, xúi chúng ta đi ăn cướp xong rồi nó cướp lại của chúng ta. Chứ một mình cộng sản không thể nào làm cái việc mà giết hết địa chủ, giết hết thế hệ phong kiến, giết hết giới chủ để cướp hết tất cả tài sản của Việt Nam được. Cộng sản Việt Nam không làm được chuyện đó, mà nó xúi dân chúng ta đi làm xong nó cướp lại của chúng ta bằng luật. Tại vì chúng ta đưa thằng cướp lên thành chính phủ mà. Đưa thằng cướp lên thành chính phủ thì nó ra luật ăn cướp, nó cướp lại của chúng ta. Hợp tác xã nông nghiệp làm hợp tác xã hợp tác hóa là một trong những hình thức cộng sản cướp của dân lại sau khi xúi dân đi ăn cướp của người khác. Thì cuối cùng cướp hết đất của người dân lại vào các hợp tác xã, rồi các anh chị biết hợp tác xã kiểu như cộng sản làm sao mà thành công, đúng không ạ? Thì nó thất bại hết thì nhiều hợp tác xã thất bại như vậy, thì người dân có đứng lên đấu tranh đòi lại đất không? Gần như không có ai đứng lên đấu tranh đòi lại đất do cộng sản ăn cướp của mình hết. Mà nó ra cái luật đất đai, nó ra cái hiến pháp luật đất đai của nó, cộng sản nó tự soạn đó anh chị, là đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, tức là do tao quản lý. Đất đai là sở hữu toàn dân, là không có ai sở hữu hết, mà do tao quản lý. Thì cái điều này nó tương tự như cái kiểu là vợ là sở hữu của tụi bay, nhưng mà do tao quản lý. Con vợ của các anh mà nó quản lý thì thôi rồi, đẻ con ra biết giống ai rồi đó đúng không các anh chị? Thì chính vì cái chỗ mà nó sửa cái hiến pháp này nè, thì hợp tác xã có tan rã đất cũng không trở về các anh chị được. Nó sửa luật đất đai và hiến pháp, nó có tan rã đi chăng nữa, hợp tác xã nó tan rã khắp Việt Nam rồi các anh chị, nó không còn nhiều đâu, thì đất đai nó cũng đâu có trở về với dân được đâu. Thậm chí nó không trở về với chủ cũ luôn. Những người mà nó giết và nó khóc, nó xin lỗi, nó cũng không trả đất cho người ta luôn. Mà các anh chị biết không, tôi nói thêm điều này, là đất đai của hầu hết tất cả các địa chủ hồi xưa, đặc biệt là đàn trong của tụi tôi, đất đai đó do họ xương máu của họ đổ ra mà họ có được, chứ họ không có giết của ai để họ lấy hết. Đặc biệt là các điền chủ ở miền trong đàn trong của tụi tôi á, tại vì họ phải rất là giỏi, họ phải rất là tài, họ phải khai quang, họ mở cõi, họ dùng mồ hôi nước mắt và xương máu của họ, họ mới có đất. Rồi sau đó họ mới thuê miếng mướn những người, đặc biệt là không phải là người Việt với nhau đâu, mà họ mướn những người Khmer Nam Bộ, họ mướn những người Chăm để họ cùng khai thác dùng đất đó, thì nó mới ra cái đàn trong giàu có như bây giờ. Thì điền chủ của tụi tôi không có ăn cướp của ai hết, nhưng mà cộng sản ăn cướp của các điền chủ đâu có trả lại đâu các anh chị. Nó xúi các anh chị giết những cái điền chủ mà có công mở đất như vậy đó. Thì cuối cùng luật đất đai nó giữ quyền sở hữu lại cho nhà nước. Nó nói là sở hữu toàn dân nhưng thực ra do nhà nước quản lý. Thì con vợ là sở hữu của mày nhưng mà do tàu quản lý. Thì cuối cùng nó ra cái trò liên tục suốt 42 năm qua, từ sau 75 tới giờ, cái trò thu hồi đất. Tại sao ạ? Cưỡng chế thu hồi đất là cái trò chỉ có Việt Nam có chứ không có nước nào có nữa. À có cộng sản Trung Quốc có, tôi xin lỗi, là cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam có. Tức là nó giữ cái quyền quản lý của nó chị. Nó thấy miếng đất các anh chị mà béo bở có giá, à có một nhà đầu tư nào dòm ngó miếng đất đó, nó sẽ ký quyết định thu hồi mảnh đất đó. Nó thu hồi mảnh đất đó, nó giao cho nhà đầu tư. Nó định luôn cái giá đất hàng năm, cái giá đất của anh chị nhận được bao nhiêu tiền nè. Rồi cầm tiền đi chỗ khác đi. Đưa miếng đất này giao cho nhà đầu tư. Mà nhà đầu tư tôi đã nói về doanh nghiệp Việt Nam rồi đúng không ạ? Các nhà đầu tư lớn ở Việt Nam hầu hết đều là sân sau của cộng sản. Hầu hết các nhà đầu tư lớn đều là sân sau của cộng sản, hoặc là do chính cộng sản thành lập luôn. Thì các anh chị thấy cái vụ ở Mỹ Đức đó là công ty quân đội, là công ty đó của Bộ Quốc phòng, đúng không ạ? Là của cộng sản đó các anh chị. Họ lấy đất của dân giao cho chính họ. Mà do cái luật pháp đất đai là họ giữ quyền sở hữu mà dân mình có ai phản đối không? Bầu quốc hội chúng ta vẫn đi bầu, đúng không ạ? Rồi quốc hội nó tự ra hiến pháp, chúng ta cũng không biểu tình phản đối, thì hiến pháp nó ra như vậy suốt
7, suốt 42 năm qua chẳng có ai phản đối hiến pháp này cả, thì nó tiếp tục nó cướp. Mà khi mà nó ký quyết định nó cướp đất chúng ta, các anh chị biết có những mảnh đất nó đền bù cho người ta 1 mét có 44 ngàn đồng 1 mét vuông, 1 mét đất. Nhưng mà sau khi nó ký đền bù cho người dân rồi, nó ra quyết định rồi á, lập tức trong ngày đó nó ký quyết định giao đất cho nhà đầu tư giá 5 triệu 1 mét vuông. Các anh chị thấy nó ăn cướp không? Thấy ăn cướp không? Lập tức nhà đầu tư bán cho người khác giá 5 triệu 1 mét vuông, các anh chị nhận được 44 ngàn đồng 1 mét vuông, nó bán 5 triệu 1 mét vuông. Có những dự án tôi có tài liệu trong tay. Tôi nói dự án nào là có tài liệu trong tay tôi mới nói. Có những dự án nó không đền bù tiền cho các anh chị luôn, tại vì người dân không có làm giấy tờ đất. Có những người dân chữ còn không biết viết. Các anh chị biết dân Việt Nam chúng ta trải qua rất là nhiều đau thương, trải qua chiến tranh, trải qua chết chóc, đói nghèo vân vân, mà bị cái chính sách ngu dân của cộng sản nữa thì người dân không biết chữ, thì họ có biết làm giấy đất là gì đâu anh chị. Họ có biết cái giấy đất là cái gì, giấy đỏ là gì, giấy hồng, giấy xanh là gì, họ không biết. Thì nó nói là không có giấy tờ, cái là nó thu hồi không à. Nó cho một cục tiền nhỏ gì, nó gọi là tiền hỗ trợ di dời, đúng không anh chị? Hỗ trợ di dời. Còn người dân họ cảm thấy bức xúc quá, họ cảm thấy phẫn nộ quá, tài sản của tao mà tại sao mày lấy mà mày bồi thường giá rẻ mạt như vậy, mà mày thằng kia nó bán giá mắc như vậy, cùng miếng đất của mình nè các anh chị. Thì người dân phẫn nộ quá thì họ mới phản đối thì sao ạ? Cưỡng chế, đưa lực lượng công an, quân đội dòi rồng, dùi cui điện, còng số 8, thậm chí bắt bỏ tù luôn để lấy đất. Thì cái đó là ăn cướp đất mà có pháp luật bảo kê. Có những cái chỗ mà người dân ta phản đối nhiều quá, mà dân đông quá thì nó không thể nào cưỡng chế được á, thì nó làm trò gì các anh chị? Các anh chị mới thấy, mới đây chừng hơn một tháng nay thôi, ở Nha Trang á các anh chị, có một cái dự án, có một cái cồn ở Nha Trang mà người dân người ta sống bao nhiêu đời nay ở đó, rồi nó cưỡng chế, nó di dời, nó giao cho hình như là Sun Group, giao cho dự án làm resort, resort gì đó, mà người dân người ta không chịu, giá rẻ mạt người ta không đi. Thì nó đuổi hoài không được, cuối cùng nó làm trò gì các anh chị? Nửa đêm nó đốt hết nguyên cái khu nhà của người ta luôn. Cứ khu nào mà nó giải tỏa không được, nó bị chống đối quá là nó đốt. Các anh chị có thấy lạ không? Các anh chị điểm lại thử coi, tất cả các khu mà người dân chống đối không đi là tự nhiên nửa đêm bị cháy. Thì cộng sản không chỉ ăn cướp đất bằng pháp luật mà còn cướp đất bằng những hành vi bạo lực mọi rợ. Nửa đêm phóng hỏa giết người là một trong những thứ là mọi rợ. Không có thể chế nào trên thế giới này làm như vậy hết. Nhưng mà cộng sản nó làm bốn mấy năm qua như vậy. Đó là một trong những cái mục tiêu chính trị của họ. Ăn cướp đất là mục tiêu chính trị của họ từ khởi thủy rồi, đúng không anh chị? Thành ra là người dân chúng ta sống trong bộ máy của nhà cầm quyền cộng sản thì chúng ta phải biết đất đai là mục tiêu chính trị của cộng sản. Không có cái mảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nào để cấp cho các anh chị hết trong cái thể chế này. Cả cái dãy đất Việt Nam này không có ai được sở hữu đất trừ cộng sản. Các anh chị không tin, về các anh chị lấy giấy đất của mình dở ra coi. Chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà quyền sử dụng đất, dụng đất của các anh chị á, cộng sản nó cấp cho có thời hạn chứ không có vô thời hạn. Có thời hạn, thời hạn là 49 năm, đúng không anh chị? Nhưng mà Trung Quốc nó qua lấy đất là cấp là vô thời hạn nha, cấp dài hạn nha, thậm chí ngắn ngắn cũng cấp 70 năm nha. Vậy đó. Nhưng mà cấp cho dân mình thì chỉ 49 năm, thậm chí có những người 15 năm. Các anh chị dở giấy của mình ra coi bao nhiêu năm. Không có người dân nào được quyền sở hữu đất đai ở đây hết. Chỉ có đảng cộng sản nó sở hữu thôi. Và chính vì như thế, từ năm 1945 tới giờ, chúng ta đã bị cộng sản lừa. Cả đất nước này bị cộng sản lừa. Nó lừa chúng ta đi cướp đất của điền chủ, cướp đất của vua chúa, đập tan vua chúa và chế độ phong kiến để chia đất cho chúng ta. Nhưng cuối cùng nó cướp lại hết. Nó cướp lại hết mà nó không trả lại cho chúng ta cái gì. Ai mà còn giữ cái gì nó cũng cướp luôn. Mà chúng ta còn giữ cái quyền sử dụng thôi nó cũng cướp. Quyền sử dụng thôi nó cũng cướp. Và có một cái nữa mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị, đặc biệt là các bà con nông dân, là vì sao đến nước này cộng sản nó vẫn đi ăn cướp của nông dân. Lý do là đơn giản thôi. Cộng sản nó bị đói rồi. Vấn đề của cộng sản là khi nào nó ăn hết tài sản của xã hội thì nó sẽ sụp. Bây giờ nó đã ăn hết tài sản của xã hội rồi thì nó đang quay lại nó cướp lẫn nhau. Các anh chị thấy các cái trò mà ông Nguyễn Phú Trọng đánh phe này, đánh phe kia, đánh phe nọ, thật ra là cướp tài sản của cái phe mà thế hệ, cái phe mà cái nhiệm kỳ trước á, nó ăn mập hết trơn rồi thì cái phe sau này nó cướp lại. Nó cướp hết của nhau rồi nó không còn cướp được nữa thì sao?
thì nó bắt buộc phải cướp của dân. Mà cướp của dân á, các doanh nghiệp người ta bỏ chạy hết, người ta sợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài rút khỏi Việt Nam, các anh chị gõ cái đây. Rồi doanh nghiệp bây giờ người ta không làm ăn nữa, doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt ở Việt Nam, các anh chị gõ những từ đó. Tất cả các doanh nghiệp mà đóng cửa hết thì cướp ai? Chỉ còn nông dân và công nhân để cướp thôi, đúng không ạ? Công nhân thì bóc lột tận xương tủy, lương cơ bản bằng 1/40 so với khu vực. Lương người ta bây giờ một tháng trung bình 20 triệu đồng, lương Việt Nam một tháng trung bình 3 triệu đồng. Các anh chị thấy khủng khiếp không? Nó cướp công nhân xong rồi nó cướp nông dân có gì để cướp? Nông dân chỉ có đất thôi, đúng không ạ? Và các anh chị biết là một trong những cái chính sách cướp đất đai đó để mà nó duy trì sự sống của Đảng Cộng sản độc tài này vậy, nó còn một cái chiêu nữa là nó phân loại đất đai ra. À, đất thổ cư giá cao, đất vườn gọi là cây lâu năm, đất ca giá thấp, rồi đất ruộng, đất 2L là đất hai lúa là giá thấp nữa. Rồi ngoài ra còn đất rừng nè, đất phòng hộ nè, đất chuyên dụng nè, vân vân, nhiều loại đất. Thì khi nó phân loại đất đai như vậy á, các anh chị biết cái cục đất mà lý ra là của ông bà mình để lại cho mình, thì đất đó là do của tôi sở hữu, tôi toàn quyền quyết định. Tôi muốn cất nhà là tôi cất nhà, tôi muốn trồng cây là tôi trồng cây, tôi muốn trồng lúa là tôi trồng lúa, hoặc là tôi muốn trồng cỏ là tôi trồng cỏ, đúng không các anh chị? Đất đai là tài sản của mình. Nhưng ở cộng sản, ở thể chế cộng sản, các anh chị không có quyền đó. Các anh chị đang có miếng đất mà lúa, các anh chị cất nhà lên nó lại nó phạt các anh chị liền. Đất lúa không được cất nhà, nó phạt các anh chị liền. Mà các anh chị muốn cất nhà, các anh chị phải đóng thuế cho nó, các anh chị phải đóng tiền cho nó, nộp tiền rất là nhiều để chuyển cái miếng đất lúa trở thành đất đất cất nhà. Cùng là một miếng đất, nó không có thay đổi, nó không có di chuyển vị trí, không có thể nào miếng đất nó nằm ở Cà Mau mà các anh chị chuyển về quận nhất Sài Gòn được hết. Nhưng mà các anh chị phải đóng thuế để được cất nhà. À, không đóng thuế là nó phạt, đúng không ạ? Rồi cái trò thứ hai là ở các khu đô thị, các anh chị, nó quy hoạch bằng kiểu như này, nó cái hẻm của nhà các anh chị có 1m, 1.5m, nó quy hoạch 3m, nó nói là mở rộng đô thị quy hoạch 3m. Để chi các anh chị biết không? Các anh chị sửa cái nhà cũng vi phạm vô quy hoạch, sửa cái gì cũng vi phạm vô quy hoạch, thì muốn không vi phạm thì các anh chị phải chung chi cho nó. Làm cái gì cũng vi phạm hết mà không muốn không vi phạm á, thì muốn mà nó ngó lơ, các anh chị phải chung chi cho nó. Mà khi chung chi cho nó như vậy á, thì nó nuôi bộ máy của nó ở cấp địa phương. Đó là cái chiêu của Đảng Cộng sản. Nó không thể nào nuôi cái bộ máy địa phương được, thì nó tạo mọi điều kiện cho địa phương có chung chi. Đó. Đường cũng vậy, đường nó quy hoạch, đường có 9m, nó quy hoạch 12m. Thì các anh chị lấn cái gì vô vỉa hè cũng dính quy hoạch của nó chứ á. Dính hết à. Dính vô thì phải chung chi thì nó cho lấn. Thậm chí tôi có bà chị ở quận nhất, bà có quán cà phê, các anh chị biết không? Có cái vạch này nè, cái vạch mà hành lang lộ giới, hứng lên cái nó dờ vô sát cái quán vậy, không còn bắt bàn ghế được, cái phải chung chi cho nó, cái nó dờ cái vạch nó ra ngoài, cái còn khoảng không để bắt bàn, cái nó thấy chung chi mà ít quá, cái nó dờ vô nữa, cái nó dờ vô là nó đi lùa, nó gom bàn ghế các anh chị, cái quản hồn chung chi cái nó dờ ra, các anh chị thấy nó ăn cướp không? Đó là chính sách ăn cướp bằng đất đai, nó dùng đất đai nó như phù thủy vậy đó, nó ăn cướp của dân chúng ta đủ mọi cách hết, mà dân chúng ta thì rất là thờ ơ, rất là lãnh đạm với cái chính sách đất đai, đặc biệt là bà con nông dân chúng ta ngây thơ lắm. À, sẵn nói điều này tôi chia sẻ thêm với các anh chị, đặc biệt là các anh chị ở đằng ngoài, ở miền Bắc, là các anh chị biết không, ở miền Nam, ở đằng trong cũng từng có một cái cuộc cải cách ruộng đất mang tên là cái chương trình người cày có ruộng do tổng thống Ngô Đình Diệm triển khai vào những năm 50-60 các anh chị. À, cái chương trình người cày có ruộng này miền Nam của tụi tôi làm như sau. Đó là chính phủ Ngô Đình Diệm sẽ bỏ tiền ra mua lại những người mà rất là nhiều đất. Họ nhiều đất dữ lắm, họ không thể nào sản xuất được. Tôi nói với các anh chị là những cái cánh đồng miền Nam của tụi tôi là cò bay mà nó gãy cánh, chứ không phải là thẳng cánh. Rồi phải gắn cái cánh máy bay lên bay tiếp thì mới hết được cái ruộng. Công tử Bạc Liêu ở cái điền ở Bạc Liêu là phải có máy bay đi thăm ruộng, là các anh chị hiểu rồi đó. Cái mô hình nó giống hệt như các đồng điền ở phương Tây, không khác chỗ nào hết. Thì chính phủ Ngô Đình Diệm bỏ tiền ra mua đất thừa của họ, chia lại cho những người dân không có đất. Các chị thấy sự khác biệt không? Không có chặt đầu điền chủ để lấy đất chia lại cho dân, không có chuyện đó. Mua lại, chia lại cho những người dân. Những người dân này khi sản xuất á, hàng năm có quê lợi á, thì chính phủ thu một cái phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà thu đến khi nào đủ cái tiền mua đất thì thôi. Tức là người dân này phải trả lại cái tiền mua đất đó bằng cách mỗi năm chích một ít, gọi là mua đất trả góp á các anh chị. Mua đất trả góp đó.
Thì đấy là một trong những cách làm miền Nam đã xuất hiện rồi. Thành ra các anh chị biết vì sao miền Nam trở thành miền Nam tự do thanh bình không? Vì sao miền Nam giàu có không? Vì sao Sài Gòn trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông không? Mà vì sao á Hà Nội cho tới bây giờ vẫn còn mang di mọi rợ không? Cái sự khác biệt là chúng tôi đã có cái mầm tự do và văn minh, cái mầm nhân bản rất là sớm từ những năm 50. Đó là tôi so sánh sự khác biệt này để cho bà con ở Mỹ Đức, bà con Hà Nội, bà con ở miền Bắc hiểu rằng Cộng sản không bao giờ mang cái thứ gì tốt đẹp lại cho bà con cả. Chưa bao giờ họ làm, họ xúi các bà con đi ăn cướp đất của điền chủ. Họ chia đất cho các bà con, chẳng qua là họ lợi dụng bà con sau đó họ lấy lại. Sau đó Cộng sản nó cướp lại hết, nó không cho bà con điều gì. Mà chúng ta muốn có đất đai, muốn có tài sản thì chúng ta phải lao động. Phải lao động, chúng ta phải tích lũy. Chúng ta phải có một cái nền tảng chính trị tốt để chúng ta có thu nhập cao. Chúng ta phải có một chính phủ nhân đạo, nhân văn để họ làm cái công tác đất đai đó. Bằng cái cách gì á? Cách đơn giản thôi là mua đất của người thừa, chia lại cho người thiếu rồi trả góp, thu trả góp bằng quê lợi hàng năm. Rất là văn minh, rất là nhân bản đúng không ạ? Mà đi theo Cộng sản ăn cướp á, thì một ngày nào đó nó cũng ăn cướp lại của chúng ta. Và nếu như Cộng sản nó chưa ăn cướp của chúng ta, nó chưa thôi nha, thì chẳng qua là miếng đất của chúng ta chưa có quý, chưa có lên giá. Và vấn đề của Cộng sản là chưa ăn hết những cái phần bên ngoài. Khi nó ăn hết nó sẽ ăn tới đất của các anh chị, ăn tới tài sản của các anh chị. Vấn đề của chúng ta là chỗ đó đó các anh chị. Thì kết luận cái chủ đề đàm luận hôm nay về chính sách đất đai, chính sách ăn cướp của Cộng sản Việt Nam, thì tôi nhắc lại một số ý chính là vì sao đất đai trở thành mục tiêu ăn cướp của Đảng Cộng sản. Là cái gốc của Đảng Cộng sản, chủ thuyết Marx Engels, cái gốc của nó là cướp. Cướp đất của điền chủ chia lại cho những tá điền, cướp nhà máy của những giới chủ gọi là tứ sản chia lại cho công nhân. Thì gốc của chủ nghĩa cộng sản là ăn cướp. Thành ra khi nào Việt Nam còn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, là khi đó chính quyền này vẫn còn ăn cướp. Chúng ta đừng bao giờ mơ mà thỏa thuận, mà mơ mà ôn hòa, mơ mà thỏa hiệp để cho cộng sản không ăn cướp đất, điều đó là không có. Và nói thêm một chút là để đấu tranh với cái công cuộc mà ăn cướp đất của cộng sản đối với chúng ta, là chúng ta không thể nào thỏa hiệp và không thể nào ích kỷ được. Ích kỷ là sao ạ? Ích kỷ là dân Mỹ Đức đấu tranh giữ miếng đất Mỹ Đức. Nó có thể không lấy được đất Mỹ Đức thì nó lấy được miếng đất kế bên Mỹ Đức. Các anh chị có hiểu điều này không ạ? Nó có thể ôi chỗ này khó ăn quá, tặng chỗ khác. Khó ăn quá nó sẽ khó. Ông e, ông đấu tranh, ông kiện tụng, ông mướn luật sư, ông làm đủ thứ cách để ông giữ được miếng đất của ông E, thì cộng sản nó sẽ cướp đất của ông B kế bên ông A. Giá nào nó cũng phải ăn cướp. Thành ra muốn đấu tranh dứt điểm cái chuyện ăn cướp là chúng ta chỉ có một cách, một là Mỹ Đức đấu tranh thì các huyện khác cũng phải đấu tranh. Đấu tranh cùng với Mỹ Đức, tại vì hôm nay Mỹ Đức thua thì ngày mai tất cả các huyện khác thua, cả Hà Nội thua và cả Việt Nam đều thua. Nó sẽ cướp cả Việt Nam này, nó bán cho nước ngoài để nó ăn. Thì chúng ta đấu tranh chỉ có một con đường duy nhất là đấu tranh chung, không đấu tranh nhỏ lẻ. Và chúng ta không thỏa hiệp. Thỏa hiệp là thất bại với Cộng sản. Và đấu tranh nhỏ lẻ ích kỷ là thua Cộng sản liền. Tại vì chúng ta thấy chúng ta thắng, nhưng mà bà con xung quanh chúng ta thua. Xã chúng ta thắng, các xã khác nó thua. Huyện chúng ta thắng, các huyện khác thua. Hà Nội thắng, tất cả các tỉnh khác thua. Thì chúng ta thắng ở đâu? Các anh chị hiểu không? Một ngày nào đó nó quay lại nó sang cướp các anh chị thôi. Thì các anh chị nhìn thấy Thái Bình năm 97, các phong trào đấu tranh của Thái Bình, các anh chị lên tra thử coi, đều thua hết. Thỏa hiệp với cộng sản là thua hết. Rồi ông Đoàn Văn Vương đâu có giữ được cái đầm tôm đâu đúng không? Còn bị ở tù nữa. Đúng không các anh chị? Rồi Tây Nguyên. Tây Nguyên đấu tranh cũng thua luôn, có những người phải là chạy qua bên Cam ở luôn, không có bị nó tàn sát luôn, nó giết luôn chứ không có cướp nữa. Đúng không ạ? Rồi miền Tây nó dồn vào đường cùng, phụ nữ mà phải lột đồ ra để mà giữ đất thì các anh chị thấy còn gì nữa không? Hết rồi đúng không ạ? Rồi tù tội mà cũng không giữ đất được. Thì trở lại tôi muốn kết luận là đấu tranh với cộng sản là phải đấu tranh chung, đấu tranh tổng thể, chứ không thể đấu tranh nhỏ lẻ và giữ cái gì của mình thôi là rất ích kỷ và không bao giờ thắng được cộng sản. Và cũng thông qua cái livestream này thì tôi cũng muốn các anh chị là kết thúc cái chủ đề về Mỹ Đức đi, kết thúc về đất đai ở Hà Nội đi. Chúng ta có một kẻ thù lớn nhất, một mối nguy hại lớn nhất, và nó đang rình rập trên đầu chúng ta. Tương lai con cháu chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đó là giặc Trung Quốc.
thông qua thằng tay sai của nó là Cộng sản Việt Nam, nó đem các dự án Formosa, Bauxite Tây Nguyên, nhà máy giấy Lion Man, nó đang ngày đêm thả hàng triệu tấn độc hại vào đất, vào nước, vào không khí để nó tiêu diệt giống nòi chúng ta, để chúng ta kiệt quệ, chúng ta sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai. Chúng ta chỉ còn 90 triệu dân, không đủ nào, đủ sức gì để chống đối. Alo. Alo. À, tôi nhắc lại hết anh chị. Kẻ thù của chúng ta là Cộng sản Trung Quốc đang xâm lược đất nước ta. Thông qua Cộng sản Việt Nam là tay sai của nó đang tiêu diệt giống nòi dân tộc chúng ta bằng các dự án Formosa thải độc, nhà máy giấy Lion Man giết đồng bằng sông Cửu Long. Formosa thì giết miền Trung. À, các dự án ở Tây Nguyên giết cả Tây Nguyên. Thì tất cả những dự án này nó phá nát Việt Nam, nó giết tương lai giống nòi dân tộc chúng ta, nó tiêu diệt con em chúng ta, thế hệ hậu sinh của chúng ta. Chúng ta không còn lực lượng, không còn sức khỏe để chống đối nó nữa. Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai. Từ 90 triệu dân chỉ còn 90 triệu dân thôi. Thì lúc đó Trung Quốc nó sẽ cướp cả đất nước này mà không còn ai chống lại nó nữa. Thì mục tiêu của chúng ta các anh chị hãy tập trung vào Formosa, Lion Man, Bauxite Tây Nguyên, Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Trung Quốc. Đó chính là kẻ thù của chúng ta hiện nay. Và chúng ta chỉ còn một cơ hội này thôi các anh chị. Nếu chúng ta không thắng thì vĩnh viễn dân tộc này sẽ bị tiêu diệt. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi và cùng chia sẻ với tôi. Tại vì tối nay tôi còn trở lại một cái cuộc đàm luận nữa, thành ra tôi dành cái phần mà trả lời câu hỏi cho buổi tối hay các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị ở Việt Nam buổi trưa vui vẻ. Chúc các anh chị ở bên kia bán cầu buổi tối thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.